Mà đúng như thằng bằng nói, cái top 1 đấy là top 1 cuối cùng là bằng ơi. Tao bảo có sai đâu. Mà nãy giờ toàn tốt gì không. Bot. Từ từ, cái bầy số 2 đó, đừng bắn. Đây. Có mạng. Chắc là do địch bắn hay thôi chứ không phải do phong vào đâu. Nói thế Nói Hoàng thật Phong buồn. chơi bên kia ngon lành, lo đâu qua. Khi người ta vũ người ta ao đấy. Đấy, bảo em nó muốn tắt em mic. có thể được. Nó tắt mic bây giờ. Phong tuy là tính con gái đấy nhưng mà được cái hay dỗi. Phong tuy là tính con gái đấy, cái hay dỗi.